Xin quay lại với những con số liên quan đến doanh nghiệp Vinamilk ạ. Những chiến lược mà Vinamilk đã đề ra thì thể hiện như thế nào ở trong những con số, và có lẽ là tiếp theo đây cũng nhờ anh Trung có thể cập nhật luôn những kết quả kinh doanh mới nhất của Vinamilk ạ. Xin mời anh ạ. Xin cảm ơn chị Mỹ, xin cảm ơn chị Thủy. Sau cái sự kiện công bố bộ nhận diện thương hiệu mới vừa rồi thì chúng tôi cũng đã dần đưa cái sản phẩm với bao bì mới ra thị trường. Hiện nay nếu mà các anh chị để ý thì một số siêu thị cũng đã bán cái sản phẩm sữa tươi của Vinamilk với cái bao bì mới rất là bắt mắt. Và kế hoạch của chúng tôi là trong quý 3 này chúng tôi sẽ đưa cái bao bì mới cho dòng sản phẩm sữa tươi đến tất cả các kênh phân phối, bao gồm cả kênh hiện đại và kênh truyền thống. Trong quý 4 thì chúng tôi có kế hoạch đưa bao bì mới cho các dòng sản phẩm sữa chua, và sau đó vào năm 2024 sẽ là cuốn chiếu cho các ngành hàng còn lại. Và vì như vậy chúng tôi kỳ vọng rằng cái việc chúng tôi thay đổi bộ nhìn thương hiệu sẽ có tác động tích cực vào kết quả kinh doanh của công ty trong quý 2, từ từ 6 tháng cuối năm năm 2023 trở đi. Về kế hoạch của năm 2023, như chúng tôi đã công bố, chúng tôi đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 63.400 tỷ đồng, tăng trưởng 5,5% so với cùng kỳ. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 10.500 tỷ đồng và tăng trưởng đi ngang so với cùng kỳ. Tương tự như vậy cho lợi nhuận sau thuế thì tăng trưởng khoảng tầm 0,5% so với cùng kỳ. Và chúng tôi cũng đặt mục tiêu là tăng thị phần của mình so với năm trước. Thì sau chuyển sang những kết quả kinh doanh trong giai đoạn gần đây, trong quý 2 thì chúng tôi đã đạt được doanh thu như các anh chị thấy trên trên màn hình là tăng trưởng là 2% so với năm trước và 9% so với cùng kỳ. Đây là một cái điều rất là tích cực, bởi vì doanh thu của Vinamilk thì trong một thời gian dài là chúng tôi không đạt được cái mức tăng trưởng dương so với cùng kỳ, nhưng mà đến quý 2 vừa rồi thì chúng tôi đã đảo chiều được cái xu hướng này. Một xu hướng cũng rất là quan trọng mà chị Mỹ cũng đã có đề cập là việc mở rộng của biên lợi nhuận gộp so với quý trước. So với cùng kỳ năm trước thì biên lợi nhuận gộp trong quý 2 2023 vẫn thấp hơn một chút, tuy nhiên là cái chênh lệch không quá nhiều, và với những diễn biến về cái giá nguyên vật liệu đầu vào, chúng tôi tin chắc rằng biên lợi nhuận gộp trong 6 tháng cuối năm có thể là cao hơn so với năm 2022. Biên lợi nhuận EBITDA thì đã tăng trưởng tốt hơn so với doanh thu, bởi vì chúng tôi kiểm soát cái chi phí vận hành rất là tốt, và tôi nghĩ là kiểm soát tốt chi phí vận hành là một cái có thể gọi là đặc sản của Vinamilk. Chúng tôi kiểm soát chi phí này rất là chặt chẽ. Chính vì vậy khi mà biên lợi nhuận gộp cải thiện thì biên lợi nhuận ròng cũng được cải thiện rất là tích cực. Về kết quả kinh doanh 6 tháng thì doanh thu chúng tôi tăng trưởng nhẹ so với cùng kỳ, lợi nhuận ròng thì vẫn thấp hơn so với cùng kỳ, nhưng mà chủ yếu là do những cái tác động của quý 1, chứ tình hình quý 2 thì cũng đã cải thiện rất là nhiều. Một số chỉ số tài chính mà chúng tôi có muốn đề cập là về cái chỉ số thanh khoản cũng như là chỉ số cơ cấu sử dụng vốn của Vinamilk thì luôn duy trì ở cái mức rất là lành mạnh. Cuối năm ngoái khi mà tình hình mặt bằng lãi suất tăng cao thì chúng tôi cũng rất linh động, chúng tôi cũng giảm bớt cái tỷ lệ đòn bẩy của mình. Nhưng mà trong năm nay thì như các anh chị cũng đã nghe về báo chí chia sẻ là mặt bằng lãi suất có thể hạ, thì nếu điều này xảy ra thì chúng tôi cũng sẽ cân nhắc là sử dụng thêm đòn bẩy để tối ưu cái cơ cấu vốn của Vinamilk. Tỷ lệ chi trả cổ tức của Vinamilk thì luôn duy trì ở mức cao, trả cổ tức bằng tiền mặt. Và tôi nghĩ là trong tương lai thì quý vị cổ đông cũng có thể kỳ vọng cái tỷ lệ chi trả cổ tức tương tự như cái giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021. Và Đại hội cổ đông năm 2022 cũng đã công bố tỷ lệ cổ tức đợt 1 năm 2023 là 15%, và chúng tôi cũng đã chốt danh sách vào ngày 4 tháng 8 vừa rồi và sẽ trả cổ tức vào ngày 5 tháng 10. Còn cái cổ tức còn lại của năm 2023 thì sẽ phụ thuộc vào cái tình hình kinh doanh cũng như quyết định của Đại hội đồng cổ đông năm tiếp theo. Và những cái chỉ số khác liên quan tới bảng cân đối kế toán cũng như dòng tiền của Vinamilk thì đang được dần cải thiện trong các quý gần nhất, và chúng tôi tin chắc là với tình hình kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận cải thiện thì các chỉ số của bảng cân đối kế toán cũng như là lưu chuyển tiền tệ cũng sẽ được cải thiện tương ứng. Vâng, xin cảm ơn chị Thủy.